Chủ tịch nước truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc cho Trung tá Tăng Bá Hưng. Chủ tịch nước vừa ký quyết định truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Tăng Bá Hưng. Trung tá Tăng Bá Hưng đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hồi 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, Trung tá Tăng Bá Hưng cùng đồng đội giúp nhân dân thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Trong quá trình cùng đồng đội và người dân cắt tỉa cây đổ, Trung tá Tăng Bá Hưng đã bị điện giật. Đồng đội và người dân đã tiến hành sơ cứu, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An, thành phố Hải Phòng, nhưng đã không qua khỏi và mất tại bệnh viện. Trung tá Tăng Bá Hưng sinh ngày 18 tháng 2 năm 1978, quê xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ông là lái xe thuộc Trung đội 2, Đại đội 1, Lữ đoàn Vận tải 653, Cục Hậu cần Quân khu 3. Trung tá Tăng Bá Hưng là quân nhân gương mẫu trách nhiệm, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Suốt 5 năm liền, ông được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3. Trong những ngày mưa bão vừa qua, anh trực sẵn sàng chiến đấu cao tại điểm đơn vị. Trung tá Tăng Bá Hưng đã hy sinh trong quá trình thực hiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả của cơn bão, đã thể hiện tinh thần dũng cảm sẵn sàng hy sinh để cứu mạng, tài sản của nhân dân, góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, của quân đội nhân dân Việt Nam.